Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ ngày 4 tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Ngày 30 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn và Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng. Ông Mai Tiến Dũng sinh ngày 8 tháng 1 năm 1959, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, trình độ tiến sĩ kinh tế cử nhân luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, rồi Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021, sau đó về nghỉ chế độ. Tháng 3 năm 2023, ông Mai Tiến Dũng bị Thủ tướng cảnh cáo do có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Quyết định kỷ luật hành chính do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng ngày 9 tháng 3. Thời gian thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng tính từ ngày 14 tháng 1 năm 2023. Trước đó, hồi giữa tháng 1, ông Dũng bị Ban Bí thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ chuyến bay giải cứu. Ban Bí thư xác định ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng và để một số cán bộ cấp dưới nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Thưa quý vị, siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh được khởi công từ cuối năm 2010, nhưng đến nay vẫn còn dang dở. Nhiều lãnh đạo của tỉnh này bị khởi tố, bắt giam. Loạt cán bộ nhúng chàm. Trở lại thời điểm cuối năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận cho công ty Sài Gòn Đại Ninh do ông Nguyễn Cao Chí là người đại diện pháp luật để thực hiện dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 3.600 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hìn và Ninh Loan của huyện Đức Trọng. Tuy nhiên, trong quá trình được tỉnh Lâm Đồng giao đất, giao rừng để thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để mất trên 368 ha, trong đó bị phá mất 257 ha và người dân lấn chiếm 114 ha. Đến tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án này. Đáng chú ý, vào thời điểm tháng 1 năm 2024, cả Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đều bị Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Bộ Công an bắt giam do liên quan đến dự án khu đô thị Đại Ninh. Trong đó, ông Quận bị khởi tố, bắt giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn ông Hiệp bị điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Theo cơ quan chức năng, ông Ánh đã nhận hối lộ từ đại gia Nguyễn Cao Chí, chủ dự án khu đô thị Đại Ninh. Đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt vụ 1, Văn phòng Chính phủ, bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tài liệu điều tra xác định, bà Trần Bích Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác, làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với dự án khu đô thị Đại Ninh. Hành vi của bà Ngọc và các bị can trong vụ án nhận hối lộ này gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước. Tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục triệu tập nhiều lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Lâm Đồng
để làm rõ một số vấn đề liên quan đến siêu dự án nêu trên. Chất vấn tại nghị trường Quốc hội. Liên quan đến dự án Đại Ninh, thời điểm khi có yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã gửi đơn cứu xét và kiến nghị đến Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành liên quan cho công ty tiếp tục thực hiện dự án, khôi phục việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tháng 3 năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác đến tỉnh Lâm Đồng để đánh giá lại những vấn đề liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh. Sau đó, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận sửa đổi một số nội dung mà kết luận thanh tra trước đó đã nêu ra, như rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Kết luận này cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giãn tiến độ, điều chỉnh và gia hạn cho dự án. Từ kết luận này, tháng 11 năm 2021, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có văn bản đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án khu đô thị Đại Ninh tăng lên 20%, từ 25.243 tỷ đồng thành 30.291,6 tỷ đồng. Và đến đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ cho dự án 24 tháng và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành. Tuy nhiên, kể từ khi ông Nguyễn Cao Chí bị bắt, khởi tố hồi tháng 1 năm 2023 vì liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, thì dự án này tiếp tục nằm im. Cũng chính từ việc ban hành rồi sửa các kết luận thanh tra mà các thành viên tổ xác minh nội dung kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh đều bị khởi tố bắt giam, gồm ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ là tổ trưởng, ông Hoàng Văn Xuân, Thanh tra viên chính Cục 2 Thanh tra Chính phủ tổ phó, ông Nguyễn Nho Định, Thanh tra viên Cục 2 Thanh tra Chính phủ. Cũng liên quan đến dự án này, tại phiên chất vấn ngày 7 tháng 11 năm 2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại biểu Lê Thanh Vân thuộc đoàn Cà Mau đã đặt vấn đề căn cứ vào đâu, yêu cầu nào mà tháng 7 năm 2021, Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết luận thanh tra của đoàn công tác vào năm 2020. Việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả của đoàn thanh tra có đúng luật. Theo ông Vân, trong vụ án Đại Ninh, tổ công tác đã thay đổi kết luận của đoàn thanh tra. Từ kết luận sai pháp luật, yêu cầu thu hồi dự án chuyển sang giãn tiến độ, điều chỉnh dự án, gia hạn cho nhà đầu tư. Điều này, đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh là trái pháp luật. Về vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định đây là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra chứ không phải thanh tra lại. Cơ sở pháp lý để Thanh tra Chính phủ lập đoàn tổ công tác là thực hiện đúng theo luật tổ chức chính phủ và quy chế làm việc của chính phủ. Trước khi ban hành kết luận thanh tra chính phủ đã báo cáo với Thủ tướng. Thông thường là Phó Thủ tướng tổ chức họp với các bộ, ngành, thống nhất và cho ý kiến, đồng ý thì Thanh tra Chính phủ mới ban hành. Ông Phong khi đó cũng đã khẳng định Thanh tra Chính phủ đã báo cáo kết quả rà soát dự án Đại Ninh và được Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp đồng ý cho điều chỉnh thì Thanh tra Chính phủ mới tiến hành. Các sai phạm liên quan đến dự án này đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ. Cựu giám đốc công ty cổ phần Vinamichi Phạm Bích Hằng đang thụ án 20 tháng tù về tội đưa hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố tiếp trong vụ án mới. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất, bị can Phạm Bích Hằng sinh năm 1969, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamichi, bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây ra vụ án này, ngày 28 tháng 7 năm 2023, bà Hằng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 20 tháng tù về tội đưa hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, bà Hằng đã đưa hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng và chi hơn 12 tỷ đồng cho bị án Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Hòa, để Trần Minh Tuấn xin cấp phép chuyến bay giải cứu giúp bà Hằng. Sau đó bà Hằng bị Tuấn chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Năm 1999, bà Hằng cũng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị truy tố lần này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội xác định năm 2009, bà Hằng thành lập công ty cổ phần Vinamichi. Bà Hằng vừa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị,
vừa là giám đốc công ty. Vinamichi kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh thuê xe ô tô dài hạn của nhiều người, sau đó cho người khác thuê lại để hưởng chênh lệch. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân, nên bà Hằng đã bán những chiếc xe thuê cho người khác. Đến khi hết thời hạn thuê xe, bà Hằng không lấy lại xe ô tô để trả cho chủ xe. Cụ thể, bà Hằng đã thuê chiếc xe Kia Sedona của chị LTPT từ năm 2019 với giá thuê 1,5 triệu đồng trên một ngày. 3 ngày thanh toán tiền thuê một lần. Sau khi nhận xe, bà Hằng cho thuê lại và yêu cầu đặt cọc 350 triệu đồng. Đến tháng 9 năm 2022, người thuê trả xe cho bà Hằng không thuê nữa. Do không có tiền, bà Hằng bán xe ô tô cho một người chuyên mua xe cũ với giá 620 triệu đồng, nhận trước 500 triệu đồng. Sau khi làm thủ tục sang tên đổi chủ mới thanh toán hết. Đến tháng 10 năm 2022, không thấy bà Hằng trả tiền thuê xe như thỏa thuận. Chị T liên lạc nhưng không được. Do đó chị T làm đơn tố giác tội phạm. Ngoài ra, ba cá nhân khác cũng bị bà Hằng bán xe chiếm đoạt tiền. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm xác định tổng giá trị 4 chiếc xe là hơn 1,8 tỷ đồng.